đi lại mọi có hướng dẫn đang đứng là bạn đó chị. Dạ dạ đại đại đi, nếu mà hai không đi tắm thì rồi chờ hoặc là chúng ta đi vòng vòng luôn và đúng ngày bây giờ tập trung vào đó nha. Tập trung vào đó, nghe chụp cái nghe chờ bên đây là gì, báo ngồi ngồi cho đây. Thank you.
ngon à.